công đoàn cơ sở trường tiểu học Phương Mỹ Thuận nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị ban chấp hành công đoàn trường tiểu học Phương Mỹ Thuận nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức họp phiên thứ nhất vào lúc 15:25 ngày 3 tháng 3 năm 2023 để bầu các chức danh phó chủ tịch ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn. Dự phiên họp thứ nhất có đồng chí Trịnh Văn Não, huyện ủy viên, chủ tịch liên đoàn lao động huyện Mỏ Cày Nam, đồng chí Đặng Quốc Điền, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường và 5 đồng chí ủy viên ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tại phiên họp, đồng chí Trần Thị Minh Phúc, chủ tịch công đoàn cơ sở trường tiểu học Phương Mỹ 1 đã thông qua nội dung chương trình của phiên họp thứ nhất, thông qua tiêu chuẩn các chức danh phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn. Sau khi nghiên cứu thảo luận, các đồng chí ủy viên ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn. Kết quả với số phiếu 5/5, đồng chí Đoàn Thị Phê, ủy viên ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phạm Thị Nhan, ủy viên ban chấp hành công đoàn được bầu giữ chức vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn với số phiếu 5/5. Các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra gồm đồng chí Lê Văn Hải, đoàn viên, và đồng chí Nguyễn Thị Trúc Linh, đoàn viên. Hội nghị kết thúc lúc 15:35 cùng ngày. Tôi vừa thông qua báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất của ban chấp hành công đoàn cơ sở trường tiểu học Phương Mỹ 1 nhiệm kỳ 2023-2028. Tôi xin báo cáo trước đại hội. Nè, cười cho nó vui nữa ngay. 1, 2. Rồi, 1, 2, 3. Quá đẹp.
À, tôi xin thông báo công bố về kết quả bầu cử đại biểu chính thức dự đại hội đồng cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028. Về tổng số phiếu, tổ bầu cử cấp trên là 32 phiếu, tổng số phiếu bầu cử thu về là 32 phiếu, số phiếu hợp lệ 32, số phiếu không hợp lệ là 0. Kết quả kiểm phiếu như sau: danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC. 1. Đồng chí Đoàn Thị Vê đạt số phiếu 11/32, tỷ lệ 34.4%. Đồng chí Trần Thị Minh Phúc đạt số phiếu 21/32, tỷ lệ 65.6%. Vậy kết quả đồng chí trúng cử vào đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn huyện cấp trên, công đoàn cấp trên là đồng chí Trần Thị Minh Phúc. Biên bản này đã được lập lúc 10:55 15/3/2023. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thành Nhân. Như vậy, đại hội đã chọn được một đại biểu chính thức là đồng chí Trần Thị Minh Phúc. Để có một đại biểu dự khuyến, chúng ta sẽ vào vòng 2 như phương án đã nêu ở trên. Xin mời tổ thư ký niêm yết danh sách, mời tổ bầu cử tiến hành làm việc. Thank you.
để đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. 2. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy, của Liên đoàn Lao động huyện, sự phối hợp với chính quyền để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả. 3. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, rèn luyện, phát huy dân chủ, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công đoàn đảng viên lao động, tích cực xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hoạt động công đoàn viên chức lao động hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà đơn vị đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ trường tiểu học Hương Mỹ 1 nhiệm kỳ 2023-2028. Được dự đại hội công đoàn cấp huyện, tôi xin hứa: 1. Chấp hành tốt nội quy quy chế của đại hội, phát huy trí tuệ tập thể, tập hợp ý kiến đóng góp, những kiến nghị của công đoàn, công nhân viên lao động trường tiểu học Hương Mỹ 1 để phản ánh với đại hội công đoàn huyện, đồng thời tích cực nghiên cứu, nỗ lực đóng góp và tham gia tốt các hoạt động của đại hội, góp phần vào sự thành công chung của đại hội. 2. Tiếp thu quán triệt sâu sắc nghị quyết của đại hội và vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn cơ sở trường tiểu học Hương Mỹ 1 trong thời gian tới. Cuối cùng, xin kính chúc quý đại biểu dự đại hội được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng kính nhận. Tiếp theo, xin kính mời đồng chí Trịnh Văn Não lên tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp huyện cũng như ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Xin kính mời đồng chí. Đại hội giao cho ban chấp hành nhiệm kỳ mới căn cứ vào kết quả thảo luận
điểm quyết của đại hội chấn chỉnh, bổ sung và chính thức ban hành nghị quyết. 2. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp thu ý kiến lãnh đạo của chi bộ, liên đoàn. Cảm ơn đồng chí Tham Thị Đại Nguyên. Kính thưa đại hội, đại biểu đại hội vừa nghe cái thư ký làm đại hội trình bày dự thảo nghị quyết đại hội. Sau đây xin mời quý đại biểu đóng góp vào dự thảo nghị quyết đại hội. Xin mời. Nếu đại biểu không có ý kiến thì xin mời đại biểu. Đại biểu nào thống nhất với dự thảo nghị quyết mà thư ký đại hội vừa thông qua trở thành nghị quyết chính thức, xin cho ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay. Xin mời. Xin cảm ơn các đồng chí. Xin mời đại biểu có ý kiến khác. Không có. Như vậy, chúng ta thống nhất 100% với nghị quyết được thông qua. Xin cảm ơn các đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, sau hơn một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của đoàn viên công đoàn, đại hội công đoàn cơ sở trường tiểu học Phương Mỹ Một nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có sự có đại diện lãnh đạo liên đoàn lao động Phương Mỹ Một Đại Nam, chi bộ cùng toàn thể công đoàn viên trường tiểu học Phương Mỹ Một. Với tinh thần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đại hội đã đóng góp thảo luận và đi đến thống nhất nội dung bản dự thảo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Bản kiểm điểm của ban chấp hành, ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội công đoàn cơ sở. Nhìn chung, đại biểu đã thống nhất cao các văn bản được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thể hiện cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc xem xét, cân nhắc, lựa chọn những đại biểu ưu tú để bầu vào ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 trong đồng chí và đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023-2028 gồm một đại biểu chính thức và một đại biểu nhiệt huyết, đảm bảo dân chủ đúng nguyên tắc tiêu chuẩn số lượng cơ cấu theo yêu cầu đề ra. Đặc biệt trong đại hội này, chúng ta được nghe ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Trịnh Văn Hảo, ý kiến của đồng chí Đặng Quốc Điền, bí thư chi bộ nhà trường về những vấn đề cần được đánh giá, rút kinh nghiệm nhiệm kỳ qua và chỉ ra những việc cần tập trung thực hiện những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Thay mặt ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, tôi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo như sau đó và sẽ bổ sung hoàn chỉnh nghị quyết của đại hội. Đồng thời, ban chấp hành khóa mới có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể từng năm, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Một lần nữa, thay mặt ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã tập trung chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho đại hội công đoàn được tiểu học Phương Mỹ Một diễn ra thành công tốt đẹp. Với thành công đó, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội công đoàn cơ sở trường tiểu học Phương Mỹ Một nhiệm kỳ 2023-2028. Cuối cùng, xin kính chúc quý đại biểu, quý vị khách dồi dào sức khỏe và thành đạt. Xin cảm ơn và xin chân thành cảm ơn. Cái này là